Hello, xin chào anh em. Rất là vui được gặp lại các anh em trong video ngày hôm nay. Hôm nay thì Sơn muốn chia sẻ một số những cái thông tin về khuyến mãi và thông tin giảm 50% thuế trước bạ tháng 6. Hiện tại thì Sơn biết một số anh em đang chờ qua tháng xem cái thông tin thuế trước bạ nó như thế nào thì mới quyết định mua xe. Thì hôm nay thì Sơn làm một cái video này để phân tích cho anh chị cái được và cái mất để mua tháng này hay là chờ tháng sau. Đầu tiên thì Sơn muốn nói với anh chị rằng là Sơn đang nói chuyện ở khía cạnh là khách hàng. Thì trong tháng 5 này, hiện tại là do chính sách thuế nó chưa được công bố rõ ràng nên các hãng xe nó vẫn tung ra những cái chương trình khuyến chính sách giảm giá và khuyến mãi. Và nếu như trong tháng 6 mà chính sách thuế nó được áp dụng thì các hãng xe nó sẽ bớt khuyến mãi và giảm giá lại. Đó là cái điều mà chắc chắn nó sẽ xảy ra. Vậy để có lợi cho anh chị vừa có thể hưởng được cái chương trình khuyến mãi nhiều trong tháng 5, vừa có thể hưởng được cái giảm thuế 50% nếu như mà áp dụng, thì theo Sơn, anh chị đã quyết định mua xe thì chúng ta sẽ đặt hàng trong tháng 5 này để giữ chương trình khuyến mãi. Và qua tháng 6 mới đăng ký và đóng thuế nếu như cái thông tin thuế nó được áp dụng. Vậy cái mà chúng ta được là gì? Chúng ta được ở đây là được khuyến mãi trong tháng 5 và chúng ta vẫn có thể áp dụng được cái giảm thuế nếu như nó hoạt động, nếu như nó được áp dụng. Còn nếu như anh chị qua tháng 6 anh chị mới đặt xe, anh chị được cái gì và mất cái gì? Nếu trong tháng 6 mà cái thuế nó được áp dụng 50% thì chắc chắn một điều rằng các hãng xe nó sẽ cắt bớt khuyến mãi và giảm giá lại. Cái điều mất đó là anh chị đã mất đi cái khuyến mãi tháng 5 đó. Vậy nếu anh chị nào mà đã tham khảo cái giá xe tháng 3 hay tháng 4 gì đó so với tháng 5, chắc anh chị cũng đã biết rồi cái khuyến mãi nó thay đổi quá nhiều. Nói tới đây rồi thì chắc chắn sẽ có một số anh chị sẽ nói là không giảm thì chúng ta sẽ chờ tiếp. Tất nhiên là mua hay không đó là quyết định cuối cùng của khách hàng. Còn đối với những người mà họ đã có nhu cầu mua xe trong thời điểm hiện tại rồi thì chắc chắn họ sẽ phải lựa chọn cái thời điểm nào có lợi nhất để chúng ta mua. Và hôm nay thì Sơn cũng chia sẻ một số cái thông tin mà nó khá là tế nhị mà một số anh em vẫn đang khá là quan tâm. Đó là cái vấn đề mà lợi nhuận. Bản thân Sơn thì cũng đứng trên cương vị là quản lý bán hàng, thì Sơn cũng chia sẻ thế này. Cái vấn đề mà hãng nó lợi nhuận như thế nào? Sơn nói là hãng đây là gì? Có thể là nhà máy Toyota, nhà máy Kia, hay là Hyundai, hay là hãng Ford. Đó nhé. Như thế nào thì Sơn không biết. Còn về phần các đại lý, trong thời điểm hiện tại này, với cái khuyến mãi và giảm giá như vậy, thì chỉ hoạt động để cầm chừng thôi. Khỏe vốn là mừng lắm rồi, còn tin hay không đó là tùy của mọi người. Có người sẽ nói với Sơn rằng nói là nói xạo, thì Sơn cũng chẳng có cái lý do gì để mà nói xạo cả. Sơn có nói xạo thì anh chị cũng chẳng cho tiền đâu, nên là chắc chắn Sơn nói đây là chia sẻ những cái điều mà thật lòng. Thì nãy giờ Sơn chia sẻ một số những cái thông tin để anh chị biết về cái chương trình tháng này và tháng sau. Cảm ơn anh chị đã xem video của Thế Sơn. Rất mong anh chị hãy bấm nút đăng ký và like để ủng hộ Thế Sơn. Để đáp lại sự ủng hộ của khách hàng xa gần, công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng luôn có chương trình khuyến mãi tốt thị trường, bao gồm giảm tiền mặt cực lớn, bảo hiểm vật chất, trang bị phụ kiện cao cấp cho xe, tặng đầu DVD cảm ứng cao cấp, tích hợp quản lý tốc độ, chỉ đường GPS Việt Map, tặng camera xe hồng ngoại, tặng dán phim cách nhiệt thương hiệu Mỹ bảo hành 10 năm, tặng ló sàn toàn xe, tặng ghế da xe cao cấp, tặng che mưa, tặng bộ chén cửa cao cấp, tặng bộ ốp đèn trước, ốp đèn sau, tặng bọc trần xe, tặng áo chùm xe và nhiều phụ kiện theo xe, hỗ trợ đăng ký kinh doanh Grab, Uber và taxi. Hiện tại công ty Toyota Tân Cảng đã liên kết với tất cả các ngân hàng lớn trong nước và nước ngoài để hỗ trợ quý khách mua xe với lãi suất ưu đãi nhất và thủ tục đơn giản nhất, hỗ trợ tối đa từ 80 đến 90% giá trị xe, thời gian vay tối đa lên tới 8 năm,
quý khách hàng có thể thanh toán trước hạn định khi có đủ tài chính. Chúng tôi hỗ trợ cho tất cả khách hàng trên khắp các tỉnh thành của Việt Nam. Sau đây là một số giấy tờ quý khách hàng cần chuẩn bị. Đối với cá nhân vay, sao y hộ khẩu, sao y chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận độc thân hoặc giấy kết hôn, chứng minh thu nhập bằng hợp đồng lao động, bằng bảng lương, sổ tiết kiệm hoặc tài khoản cá nhân. Đối với công ty hoặc doanh nghiệp mua xe, giấy phép kinh doanh, giấy bổ nhiệm giám đốc, bổ nhiệm kế toán trưởng, giấy đăng ký sử dụng mẫu dấu, bản copy, mã số thuế, báo cáo thuế 1 năm gần nhất, báo cáo tài chính 1 năm gần nhất, điều lệ công ty. Chúng tôi cam kết 100% quý khách hàng được vay, kể cả khách hàng không chứng minh được thu nhập.